Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 kéo dài, tác động tiêu cực mọi mặt kinh tế xã hội, năm 2021, quận Liên Chiểu cũng đã có giải pháp tháo gỡ khó khăn để nhanh đầu tư công để bù đắp sự ngưng trệ của đầu tư xã hội thời gian dài. Theo kế hoạch vốn của thành phố và quận, năm 2021, quận Liên Chiểu triển khai hơn 60 dự án đầu tư công với tổng nguồn vốn được bố trí là hơn 113 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thành phố gần 67 tỷ đồng. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nên ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp đã được triển khai. Thì quận cũng đã rà soát từng công trình, từng hạng mục công trình và yêu cầu đơn vị điều hành dự án, nhà thầu cam kết tiến độ tổ chức thi công, tiến độ lập hồ sơ hoàn công quyết toán, tiến độ giải ngân vốn đầu tư để đảm bảo đến hết năm nay và đảm bảo là giải ngân ít nhất là 95% kế hoạch vốn được giao. Sau thời gian đầu khá thuận lợi thì liên tiếp các đợt bùng phát dịch COVID-19 từ tháng 5 đến nay khiến việc triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn quận Liên Chiểu gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt là vào tháng 8, khi thành phố tiến hành giãn cách thời gian dài, thì nhiều dự án cũng ngưng trệ. Thời tiết nó khắc nghiệt, mưa bão liên tục nhưng mà đơn vị thi công cũng cố gắng hoàn thành sớm theo tiến độ, kịp tiến độ cho bàn giao cho đơn vị sử dụng. Còn phòng chống dịch bệnh thì đơn vị thi công cũng cử người có trách nhiệm giám sát cái việc dịch bệnh ba tại chỗ. Theo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, tính đến ngày 1 tháng 12, quận đã giải ngân vốn đầu tư công được gần 56 tỷ đồng, trong đó vốn thành phố đã giải ngân đạt hơn 53%. Nguồn vốn ngân sách thành phố kéo dài từ năm 2020 sang năm 2021 đạt gần 64%, vốn thành phố phân cấp đạt hơn 70%. Dự kiến đến cuối tháng 12 này, quận sẽ giải ngân đạt 95% nguồn vốn các công trình đã được bố trí vốn trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, năm 2021, Đà Nẵng đã tiếp nhận ủng hộ quỹ vì người nghèo của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân với số tiền trên 30 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố vận động thông qua chương trình Xuân yêu thương năm 2021 với số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Từ nguồn vận động này, mặt trận các cấp thành phố đã chi hỗ trợ xây dựng mới 68 nhà, sửa chữa 265 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ phương tiện sản xuất cho 182 trường hợp, hỗ trợ khám chữa bệnh cho 123 lượt người, hỗ trợ học bổng cho 2.239 sinh viên, học sinh, hỗ trợ hơn 30.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 30,7 tỷ đồng.